Bắn thử nghe này. Để đấy. Bóc như ra chứ. Để đấy. Để đấy. Bóc làm gì? Chú dán thêm vào đây. Xoay. Cắt cắt dần dần. Bảng kế hoạch à? 4 ngày tới là 4 ngày chiến à? Chiến chứ. Chiến đét luôn không? Chiến đét luôn. Chiến đét luôn. Dán một bên luôn. Thì đâu không dán ở dưới đây hoặc là dán bên cạnh đây. Cho nó theo hướng đây. Bên cạnh bên này. Rồi, rồi ok. Dán đây đây. Rồi. Ok. Anh em tôi có kế hoạch mới nhá. Từ mùng 9 tháng 4 đến 12 tháng 4 là bắt đầu từ ngày mai đến thứ 6. Tuần chiến này nó sẽ chỉ kéo dài 4 ngày thôi. Nhưng mà trong 4 ngày này tôi sẽ đẩy mạnh hết sức có thể. Mai là sẽ có trận chiến này giữa những con ngựa với nhau này. Luyện tập mai là có cuộc, mai là có kèo. Đáng lẽ là hôm nay, nhưng hôm nay tôi không kịp nên là rời ra ngày mai. Mai sẽ có kèo đầu tiên, nhưng mà trong 4 ngày tới là sẽ căng đét. Ok anh em, chiến nhá.